trang trí cũng thường thôi, những đèn led. Chuông vang lên, chuông vang lên, chuông giáo đường vang lên. Bài hát nghe rất là làm cho chúng ta nôn nao về những ngày cuối năm. À, đây thì có một cái chỗ trang trí nhỏ nhỏ để du khách và bà con đến đây chụp hình chơi nè. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới tốt lành. Và hôm nay Sài Gòn bầu trời mát mẻ, không mưa, và chúng ta lại tiếp tục lang thang ở trung tâm Sài Gòn. Và trước mặt chúng ta đó là tòa đô chánh ngày xưa, và ngày nay là Ủy ban nhân dân thành phố nè. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những hình ảnh về những lễ hội ở Sài Gòn, đó là mùa Noel. Thì chúng ta đang có mặt đây là giao lộ Nguyễn Huệ và Lê Thánh Tôn. Qua đây là Nguyễn Huệ nè. Và hôm nay Nguyễn Huệ rất là đông. Đi uống nước đi. Con đường Nguyễn Huệ ngày nay rất là đẹp. Rồi chúng ta sẽ đi thẳng hướng Lê Thánh Tôn này. Và mình ở đây có một cái siêu thị rất là lớn mà trước giờ như em chưa có quay gửi bà con mình xem nè. Đó là siêu thị Vincom. Vincom thì có hai khu, khu A và khu B. Thì ở bên kia là khu A và ở đây là khu B nè. Ngày xưa hoạt động một thời gian rồi sau đó cái tuyến metro ở trục đường Lê Lợi làm thì cái khu này ngưng một phần, nhưng mà một phần thì vẫn còn hoạt động, nhưng mà hiện nay vẫn đang sửa chữa tu bổ nè. Và ở dưới cái tầng hầm của cái mall này có một cái trạm tuyến tàu metro đó, tàu điện ngầm đó, mà hiện nay đang hoàn thiện ha. Chúng ta sẽ đi đến cái khu bên kia, khu bên kia là khu A. Thì bên kia cũng nằm ở trục đường Lê Thánh Tôn, nằm ở bốn tiếp giáp với bốn con đường. Đó là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Thánh Tôn, rồi Đồng Khởi, Lý Tự Trọng. Và ở đây rất là đẹp. Em chở xe xuống. Siêu thị Vincom này nằm ở mặt đường Lê Thánh Tôn và đối diện với siêu thị đó là Parkson. Parkson ngày nay thì có địa chỉ 132, 134 Đồng Khởi. Chúng ta đang đi trên lề đường Lê Thánh Tôn, ở đây rất là đẹp. Chúng ta nhìn lại con đường mình vừa đi qua nè. Bên cánh trái đó là tòa đô chánh nè. Đèn đuốc lên rất là đẹp luôn. Rồi bên trái nữa đó là Vincom nè. Đây thiết kế rất là sang trọng và những cái trang trí Noel đang từ từ hình thành lên.
Bây giờ mới đầu tháng thôi chứ chưa có nhiều cho lắm, nhưng mà ở đây chúng ta thấy cũng trang trí rất là đẹp rồi. Để mời cô chú anh chị và bạn chúng ta cùng qua bên kia xem ha. Đây là 132, 134 đường tự do ngày xưa nè. Và ngày nay đó là tòa nhà của Vincom. Ủa, tòa nhà của Parkson. Và cũng có rất nhiều văn phòng cho thuê ở đây, như Sài Gòn Tourist nữa nè. Rồi chúng ta qua đường nha. Ở đây tập trung rất nhiều du khách ở các nước. Và trong nước lẫn ngoài nước luôn. Bây giờ cuộc sống hiện đại rồi. Mức sống của người dân cũng được nâng cao rồi. Nên thành ra các cô chú anh chị ở tỉnh đi lên Xài Thành này cũng dễ chứ không có khó. Chỉ là vấn đề là mục đích lên đây để làm gì thôi. Chứ không có ngăn sông cách trở như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì đi qua những con phà, những con đò rồi mới đi đến Xài Thành này được. Nhất là các anh chị, cô chú anh chị ở miền Tây đó, ở Lục Tỉnh ngày xưa. Và khu Bắc Sình này cũng đang sửa chữa. Nên thành ra ban ngày ở đây rất là bụi. Là những hình ảnh này để cập nhật các anh chị, nếu mà có về Sài Gòn, có đến Sài Gòn thì chúng ta cũng có cái để mình tham khảo ha. Để mình xem ngày hôm nay ở Sài Gòn nó như thế nào. Và đặc biệt ở con đường Lê Thánh Tôn này có cái mo gì, có nhà hàng gì, khách sạn gì, có gì để mình ngắm. Mình nhìn lại con đường Lê Thánh Tôn nè. Xa xa đó là tòa Đối Chánh đó, lúc nãy mình vừa đi qua đó. Thẳng cái này mình sẽ đi đến vùng Vinh ngã 6 Phù Rộng đó, nơi tượng đài ông Thánh Gióng. Rồi chúng ta sẽ qua đường nha. Ở đây thì không có đèn xanh đèn đỏ, chỉ là vắng xe rồi mình qua thôi. Để mình xem ở đây trang trí của em như thế nào. Ở đây thì trang trí cũng thường thôi, những đèn led. Chuông vang lên, chuông vang lên, chuông giáo đường vang lên. Bài hát nghe rất là làm cho chúng ta nôn nao về những ngày cuối năm. Ở đây thì có một cái chỗ trang trí nhỏ nhỏ để du khách và bà con đến đây chụp hình chơi nè. Một chút xanh, một chút đỏ, một chút trắng cho có không khí những ngày Noel. Những em nhỏ thì ba mẹ dẫn ra đây để chụp hình, để chơi. Rồi nhìn bên kia đó là Bắc Sinh đó. Trung tâm mua sắm. Rồi chúng ta đi qua bên đây xem sao nha, bên mặt đường Giả Long. Ở đây rất là mát. Chúng ta nhìn ra đây có cái công viên nhỏ nhỏ hướng về tòa Đô Chánh.
Hỏi ông Phấn được chưa? Ở đây rất là mát mẻ nên tập trung rất nhiều bạn trẻ ở đây để mình chơi rồi ngồi uống cà phê với bạn bè. Rồi. Mấy đứa nhỏ ở đây nó chơi nước ván nè. Bên đây thì không có trang trí gì nhiều, chỉ vài hình ảnh cơ bản, nhưng có lẽ là chưa bắt đầu. Tuần sau chắc có lẽ là sẽ trang trí rất nhiều, lúc đó em sẽ cập nhật để cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng xem ha. Rồi đây là mặt đường Tự Do và Gia Long nè. Thẳng hướng này mình sẽ đi ra Bạch Đằng, bến Bạch Đằng. Còn thẳng hướng này chúng ta sẽ đi đến nhà thờ Đức Ba, siêu thị Diamond Plaza. Và chắc có lẽ video sau chúng ta sẽ cập nhật không khí Noel ở Diamond Plaza, khu nhà thờ Đức Bà xem thế nào. Và mình đi theo hướng này, nhìn bên mặt bên đây xem sao. Và có lẽ những hình ảnh này sẽ rất là xa lạ nhưng mà rất là thân quen nữa. Cô chú anh chị ngày xưa đã từng học với ngôi trường ở đây, đó là trường La Santa Fe, và ngày hôm nay có trên tên là trường Trần Đại Nghĩa. Thường thì các nơi đông vui như thế này thì không thể không có được những cái quầy hàng ăn vặt như là cá viên chiên rồi bò chiên, bò viên chiên. Rất là nhiều bạn trẻ luôn nè. Ở đây rất là sáng. Nhìn qua hình ảnh của ngôi trường La Santa Fe bên kia, với ngày xưa có những cái khung cảnh này không ha? Bây giờ là Seco, công ty thiết kế công nghiệp hóa chất. Công ty Seco. Hình ảnh sáng rõ như ban ngày, mà qua camera thì nó không được rõ như lắm. Nhìn cái bên thì có một cái nhà cũng rất là cổ nè. Rồi chúng ta đi tới một tí nữa. Rất là đông người ta đi ngoài đường. Đi ngắm cảnh, đi dạo phố, đi chơi, đi mua sắm. Mình nhìn qua cái Vinhome nè.
Ở đây có lẽ cái hiệu hờ và mờ nhiều nhất nè. Chung Noel đây thì chưa có nhiều cái hình ảnh trang trí cho lắm, chỉ là vài cây thông thôi. Ta nhìn qua đây dòng người đông như kiến. Đó, và trước mắt chúng ta đó là cổng trường La Santa Be ngày xưa nè. Và số hình ảnh ở Noel ở Vincom, mà nói chung là chưa có không khí Noel thì chưa có gì nhiều cho lắm ở đoạn này. Thì một số hình ảnh để bà con, các anh chị và các bạn chúng ta cùng tham khảo và xem chơi cho vui thôi. Ở trên Bến Thành để biết Sài Gòn chúng ta ngày hôm nay như thế nào. Và nhân đây em cũng xin chúc đến tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc anh chị và các bạn lúc nào cũng vui vẻ và mạnh khỏe. Rồi thì những ngày cuối năm này chúng ta là vui vẻ để mình đón một cái Tết, một cái lễ hội rất lớn, một năm lao động vất vả, và cuối năm chúng ta có niềm vui nhỏ nhỏ bên người thân và gia đình. Đó, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Em sẽ luôn cập nhật những hình ảnh này ở Sài Gòn đến cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta nhớ đón xem video tiếp theo nha, vào 7 giờ mỗi ngày, 7 giờ sáng và 7 giờ tối Việt Nam. Đó, rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye các anh chị và các bạn. Điều đó Việt Nam đâu?